Tí mới lại nè, tí mới lại cỡ nè. Quay lại hẳn chào mừng quý vị đến Khuê Hương trong Thư Xá Phước Lộc Thọ. Kính chúc toàn thể quý vị đang vui sương trong Thư Xá Phước Lộc Thọ, cũng như người Việt chúng ta ở trên toàn thế giới một năm mới tấn tài tấn lộc. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức bài hát được mang tên Mùa Xuân Cưới Em, sáng tác của anh Thế Nhân, cái dàn nhạc Blue Ocean nha. Cảm ơn quý vị, cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn xin một quen rất nhiều.